chào các bạn. Mèo đi giao cơm tí về rồi. Mình vừa sang quán cơm đây. Chọn chốt đó. Chắc anh buồn quá à. Nong hôm nay nó lại đi công việc rồi. Chỉ có mình ở đây thôi. Tí thằng Thành nó mới sang. Vớt mặt. Để vớt mặt. Cờ bác. Mẹ ăn cái lúc mà ba bốn chục xuất thì không thấy về, lúc làm xong rồi. Hôm nay con về sớm rồi ấy. Hôm nay con về sớm rồi ấy. Yeah.
Này. Đi đi. Đi đây. Mau. Này. Nó nhìn thấy vất ra mà nó cũng không bảo sao. Bận lắm, tí lại quấn ngay. Hôm nay cái làng kia của bác đâu? Hôm nay cái làng kia của bác đâu? Cái làng hôm qua của bác đâu? Người ta giả xong rồi.
ngoại. Bà có biết là họ ngoài bản thân cháu còn bị gọi là bà rồi không? Cháu lên bà rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngon quá. Thông báo thay đổi mức chiết khấu này, sẽ áp dụng mức chiết khấu mới. Dạ, hình như ông đang ăn lẩu gì vậy? Liên xong. Không chơi đâu, qua đây tí nào. Nhà bác là bỏng lỗ hay là bỏng bắp bỏng mua? Ngon đấy. Bắp mua đâu đấy? Được. Hôm mày ăn đi đây. Hôm trước ở đây đấy. Bỏng. Cái bỏng dài dài ấy. Nhưng mà cơm tơi ngon á. Nhưng mà nó không bị bết như cái cơm đợt trước. Hay là bác đổi gạo? Đổi gạo cho cơm đợt trước là đi 10 giờ. Ok. Cái gì á? Hôm nay bác có sang với Thành không? Mà cái to này trông nó buồn cười không? Không. Ăn cơm ok. Trăm rưỡi bác này. Hả? Đắt đấy. Phải đẹp mà. Ăn cơm ok. Ôi giời ơi, đau đầu với cái ông này. Sao ông không nghe nhạc khác đi nhỉ? Ông này ông không nghe nhạc khác đấy nhỉ? Mấy tháng rồi ông cứ dã tắc kinh. Đau đầu. Chưa có khách. Chưa phải bán. Thế này, từ một là được làm hay là không được làm, đi sang bảo ông cho nhỏ đi. Đồng hồ. Cái này là cái bọc đồng hồ. Bọc đồng hồ.
điên mất thôi. Để chờ mình cái mình sang bảo với ta tí nhá. Ông người ông bất tính, vẫn kinh. Chán là không muốn bốc rồi. Cái này con 19 phút thì được. Thì ghép lại thì vẫn thành là cái 30. Cái vừa lấy 10 và cái hẳn 19 thì á, vẫn thành cái 30. Thôi cố đi, xong rồi sang bảo ông ấy một thể. Ngao xóm. Móng dài phết rồi, lại chuẩn bị phải bột tiền làm móng rồi. Chứ. Nó vẫn sang nhưng nó sang muộn đi, nó có việc. Vâng. Dạ. Nó bán nhiều chứ. Cháu không biết được. Đắt nhất thì cũng chả biết bao nhiêu. Tại vì có những con chim nó mười mấy, có những con chim nó gần chục. Chả biết đâu được. Con chim ở ngoài thì nó vô vàn lắm. Cho xin. Cho gửi bác. Hơi mệt mỏi. Thế cuối cùng cái thịt đấy bác để làm gì? À không xào được, kho không kho được, bắt buộc mình phải thái theo nó để mình kho nhỏ nó không cắn ấy. Thái theo nó. Thì để thái theo nó chứ còn sao? Tạo điên. Cái con mà nó có thêm khoán cho mình ngay. Con trông thấp đấy. Còn đéo biết được đấy. Con bé qua nó nhặt cái gì rồi thì. Sao nó ở đâu? Bạn thân chị à? Bạn thân.
Đen ơi, đỏ quên đi. Mình gặp ra tiếng nhỏ hơn rồi một tí. Rau giá nhỉ. Mình ăn hiện tại mình ăn thấy rau giá. Phở bác. Nhanh lên đi ra mà lau bát. Một suất hả chị? Chỗ nào tí chú ơi. Ăn gì chị? Chị ơi, rút được em một tờ với. Nhà nó đúng gì nhà?
này để để đăng quay. Cái gì chân nó cứ dính dính ấy nhỉ? Khó chịu. Cứ dính dính ở chân là đéo biết rồi. Chú định mở á? Chú định mở á? Ông cho bé đi đấy. Anh về. Em đỏ như thu họ. Ngồi đây thôi. Thank you.
trăm công nhân may. Ngày xưa mình làm trong đấy đấy. Lương làm phật tức ra 4 triệu, hơn 4 triệu. Người ta làm được nhiều. Sản lượng người ta cao, mỗi tháng người ta 9-10 triệu. Toàn nhà cái này thôi. Vừa đánh son xong lại hết son. Tí vào xem tin nhắn nhé, các thứ xem nào. Sao em quay được cái 30, thì 120, cái bao nhiêu? À, 140, 120, 130, 130, xong cái này là 130. Đang quay 40 phút rồi. Thằng Long á, nó còn đi sang ông Phú lấy tiền. Xong nó còn xuống Đa Phúc, nhà Ô La La nữa. Nó sang bên thành phố, xong bên Tôn Đức Thắng, xong nó còn xuống nhà. Lâu lắm. Dạ. Búng con gà. Bịt mẹ mày gà. Trọng phao câu lên, cái tội trọng phao câu lên là tội bị búng. Phao câu không trọng xuống thì trọng lên mất lết. Tăng 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 tăng. Giờ mà có quán hát cho nhau nghe mà mở ở đây nhá, thì mình chỉ có định này chắc không trong quán mất. Tại vì mở hát ở đây rồi thì mình quay làm sao được, quay làm sao được mà sáng. Mà buổi tối nhà tầm mình kiếm tiền nhiều. Một buổi tối trung bình kiếm tầm 150-200. Đấy chỉ gọi là một tí ở bên này thôi đấy. Chưa nói đến là việc là ở nhà. Tối muộn về nhà kiếm 150-150 nữa. Đấy, gọi đấy gọi là sương sương đấy. Giờ thì đợi 4 phút, cái video này được 4 phút là bắt đầu nhắc. Video này được 4 phút thì bắt đầu là nhắc bác đây là cho mỡ vào. Ngược lại cho nó chắt ra được nhiều nước. Sắp 2 phút rồi.
phút nữa cơ. 2 phút nữa cơ. Tổng lương từ 6 đến 12 triệu một tháng. ba triệu tư cộng với lại 735 của Sơn là rơi vào 4 triệu 136 nghìn. 4 triệu 136 nghìn. Mua đồ ăn mang về hay một suất ăn đây hả anh? Vâng. Vâng, tí người ta mới ra ăn, người ta chưa về ạ. Chưa lại. Ăn gì anh ơi? Chả biết không chưa. Thì mẹ nhạc trước nhạc sau ép mình sợ thật. Ép mình thế nhóm nào ấy. Ông bà ông làm đề vẫn chưa xong thì ông vẫn cứ để cái nhạc đấy. Ngứa họng, bắt đầu ngứa cổ họng. Quay 150 nữa, quay 5 cái nữa. 5 cái, cứ gọi 5 cái nữa là được, 300. 150 ở bên này quay thừa 150 nữa. Đi sang sớm này là 7 giờ. Giờ chắc bị ấm đây rồi. Hôm nay thứ mấy? Hôm nay thứ 7 ông băng về 6 giờ, ông giờ 6 rưỡi. Wow. Đủ 150 luôn. Nếu mà bên này đã đủ 300 một người á, về nhà thì đỡ mình cũng phải quay dương ra nữa. Không ạ, à, nhà em chỉ có cơm trắng thôi. Rồi.
Đi đi hết đi cho mình yên tĩnh, mình quay cái xu hướng của nhà con này đó phải quay nó mà yên tâm được. Mình không muốn nói động được. Mình chả nóng ruột, mình chỉ nóng ruột cái nhà thôi. Bộ móng này á, mình sẽ chơi được cả tháng luôn. Không bóc cứ để đó. Thank you.
Hôm nay 05 đúng không? Vừa lấy lúc bác nhìn bảng con đang định bảo là đi 05 nhưng mà thôi. Tại vì cứ hôm nào con cứ định đánh con gì thì hai hôm sau nó về. Cứ bỏ theo là về. Nếu không đánh thì cứ nghĩ trong đầu thì hai hôm sau nó cũng về. Hôm trước đi lôi âm gặp tờ tiền 5.000. Sơ gì 905. Hôm nay về bao nhiêu 05 rồi? Nó sơ gì trên đấy là 905. Nhưng mà hôm đi về cũng không đánh, hôm qua cũng không đánh. Thì đúng có 2 hôm sau nó về. Nhưng mà đánh đề của em lại không theo. Hôm trước cũng thế, con 76 đánh 2 hôm không về. Thế là hôm thứ 3 bỏ, về luôn. Nhà bác hôm nay ra sớm nhỉ? Tạm nay sớm đi. Hôm nay sớm. Vâng, hôm nay sớm hơn mọi hôm. Đi ra làm con. Vứt hết váy rồi. Ôi cái bát nó bị bục. Xong rồi mình lại nhỏ nước qua người mình nữa. Vứt hết váy luôn. Làm cơm cho khách đây. Nhà bác này chuẩn bị ra hết đây. Lấy cho chú ít cá kho à con? Dạ cá kho, hôm nay không có cá kho bác ơi. Cá gì đó? Cá sốt ạ. Ờ thì hôm đấy giờ bác ít thịt kia thì nào? Bác ăn rau nào? Được rồi, bác ăn chú vào, bác ra hôm đấy, con lấy đi. Thế là bác lấy thịt gà? Với cái gì nữa không ạ? Thôi, vậy thịt gà. Mỗi thịt gà không nữa? Cái này cũng được đấy. Đây bác. Sườn à? Lấy rau gì? Rau. Ít rau ít thôi. Còn lấy thêm gì nữa không? Thôi vậy thôi. Bác cái những gà luộc. Gà luộc ạ? Vâng. Ăn gì đâu không bác? Có đây xem có cái gì. Rau Rau luộc, rau xào, bác ăn cái gì? Rau xào là su hào xào. Đấy. Có bác cái miếng cánh này không? Vâng. Rồi bác ra bác lấy su hào trống được. Rau này là xào này. Cái kia là sườn à? Vâng. Thôi sườn ăn. Cái gì? Nó là họng, bên này phổi. Vâng, okay, đúng rồi, vào vào. Họng này là cái phèo gì ấy. Hôm nay không có động cho nhìn ra đây. Bắt đầu thế anh biết này, đi thôi với lại em có tiền hay vậy? Có mấy đứa thịt gà? Có là rau gì không ạ? Có, rau là có. Rau gì nhỉ? Ôi rau không xào này. Đây là luộc. Ít luộc, ít thôi ạ. Nhiều quá nó cửa ăn nó ấy. Đây ạ. Bây giờ sẽ chọn ít rau nhé. Vâng. Con thế nào ạ? Dành cái tay lên. Trưa nay là 5 suất ạ. 5 suất với 2 con nó ngọt. Nhanh cái tay lên. Ngọt. Nhanh từ từ đấy mà cuốn. Cuốn. Ờ, xem mở ít rau này thôi. Đây là cải xong. Ừ. Ờ, cho một miếng cá với bánh bún đậu. Miếng cá nhỏ nhỏ thôi. Vâng. Rồi bỏ thừa tí. Đậm miếng cá bé bé, nhỏ nhỏ. Đó là miếng muốn làm. Đây miếng này ạ. Bán xong cho một tốt cách rồi đấy. Xong rồi mình lại tiếp tục đi lau khay. Giờ lại tiếp tục đi lau khay.
Bác ơi, rơi quả quất. Quả quất của bác rơi. Tiếc con 05 quá. Cẩm hay lớp cái nhá. Em khách nhà em không để ý tên đâu. Khách nhà em không để ý tên đâu. Ghi số á? Ghi số phải gặp bố em không biết. Anh Hoàng ra đây chút không biết. Không phải là anh Hoàng ra đây mua sữa chút là anh Hoàng mua 40 à anh ơi? Thì anh Ngọc, anh Hoàng thì anh hai anh em mà. Chỉ biết mỗi Ngọc thôi. Ngọc thì biết ngay. Thì anh Ngọc bảo ra đây lên mua thì em Ngọc cho mẹ em một chai này.
40 đi. Có cần lấy túi không anh? Lại tiếp tục đi lau bát. Chồng bát hả? Chồng nào cũng 6 cái, tức là 30 cái bát rồi, 30 cái bát con đấy.
bên bác đâu. Đó. Con cũng đang muốn xem giá đây. Bằng tây giờ cũng phải gần khoảng tầm 27-28 hay sao ấy. Bằng tây là bằng 14k đúng không bác? Trên cái bả biển vàng ấy, trên cái giá vàng trên mạng ấy nó ghi là bằng 14k là 2 triệu mấy ấy, thì cũng